Hôm nay lại đi tiếp nữa nha. Anh đang quay. Không nhỏ đâu. Hả? Anh đang... Nhưng mà thấy mấy cái bao đen đừng lấy. Nó thấy có mấy bao đen đừng lấy. Hello, mọi người ơi, mọi người ơi. Hôm nay gia đình mình lại tiếp tục đi hái núm nè bà con. Hôm nay tăng cường thêm hai đồng minh nữa. Đó, hai cái trong đó đúng luôn đó, nhưng mà giờ nó hư rồi, chúng ta nhìn nó già rồi đó, thấy không? Smur. Cái là smur shop cũng là giống nó như vậy á. Nhưng mà thôi mình không hái. Chết hết rồi mình không hái làm gì đâu. Núm mà núm gì? Mang không được. À. Nhiều ít là hành cũng không muối, thịt muối cũng là thịt. Nó nói thịt muối cũng là thịt. Nó ướt ra này, ẩm ướt nhiều nè, mưa vô mặt ẩm ướt nào có nấm lên nè. Đây ít cái loại mưa hơn nên là trắc ra thì không có nhiều. Đây bà con, hai cái small soup bự luôn. Phải cạo tao lát nó rụng á. Em nhìn hả, vô mấy cái núm em nhìn. À vậy là sao? Người con bịch luôn á. Vậy mới giữ chứ. Sao chuột được mấy cái? Hai cái. Đâu thế là đầu rừng thôi đúng không? Ừ. Đó đó mới đầu rừng thôi, vậy nó tao tiếp tục đi. Rồi bây giờ tủa ra đứa nước vậy đó. Vậy nè, đi ngang ngang vậy là đi song song vậy nè. Anh thấy phía bên đó đó. À, anh đang bên kia. Bên đó ngon hơn hả? Ừ. Cái đường mới thì đi đây nè. Đi đi, đây có nước không? Không. Em mới đi mẹ cũng được 4 năm bông rồi. Cái stand shop này nhiều khi nó nằm ở dưới. Đây. Ở Thảo lên coi con này coi. Đó. Nãy giờ có được cái nào chưa? Em chỉ được mấy cái TikTok rồi đây cho nè. Có kêu cốc cốc nè. Đó. Ủa cái này to dữ vậy. Đó. Hai chục hình chưa? Đây đang quay nè. Đó. Trời ơi ngon nhỉ. Ngon nhỉ. To thế. Ồ. Coi kìa nó có. Ừ. Để lại cái chân của nó ha. Ừ, để lại chân. Để lại một cái khúc chân nè. Đó. Ồ, cái thân này ngon nè. Thắng à, ơi. Ừ, nó không có bị gì dưới đó. Nó không bị. Ừ, cái này ngon nè. Cái này ngon nè. Ừ. Nhưng mà cắt cái thằng trên đi hả? Có lấy cái búp không? Lấy cái búp ừ, không? Bỏ đi. Bỏ đi cái đó. Ừ, cái đó nó cũng nhớt. Ừ. Tony nó gọi là. Ừ, nó. Đây, đây, cắt đi. Để trong đó. Hai. Để em coi nè. Cái cây coi còn ăn được không? Bự quá rồi. Đây rồi thấy rồi nè. Ồ cái to đấy xem nó có bị con ấy nó ăn đó. Cái này thì còn được nè, còn cái này không biết làm sao. Ôi anh ơi, anh quay cái này cái ơi đẹp quá. Chụp hình cái này đi. Để làm hình nền. Ôi giờ nó bự. Vậy. Bự quá nè. Anh hai phải ra cái góc của chị hai á. Đó anh ấy chạy một. Quá trình bự nè. Có ảnh nè.
Bà con ơi, cái này em gõ được nhưng mà cái này đảm bảo bà con ăn không có ngon. Gõ cho bà con coi. Nè, bây giờ quét nè, cái này giống như là vô đi quét cọ cho bà con coi đó. Đó. À, đã chưa? Bây giờ phẫu thuật đó cho bà con coi luôn nha. Xong chưa? Chụp chưa? Không, không có chụp. Cái này của em chưa? Hả? Ôi trời ơi. Trời đất ơi, đã vậy. Cái đó mới đã đó. Ơi, cái góc này ngon rồi nha. Ôi hư hết rồi anh ơi, hư rồi. Thôi bỏ đi, hư rồi bà con. Đã nói mà. Nhiều khi bự vậy á, quay phim nhịn đã vậy thôi. Này, cái này mới ngon này. Đó, cái đó ngon. Cái này mới ngon nè bà con. Đó, mà cái góc của bà Thảo mới sướng, cái góc đó ăn mới sướng. Đó, thấy không? Thấy quét không? Hôm nay em lại hành nghề quét cỏ. Không biết anh tí sao rồi. Anh biết xong tới đây là hết rồi, cái bìa rừng đó là nhà người ta rồi. Phải không? Ừ, nãy em mới xuống tới đó anh thấy nên em chuột. Vậy mình cứ đi lên. Đi lên vậy thôi. Ừ. Ừ. Dứt đứng ra cái rừng này nhiều đúng không anh? Chính... Ở đây ơi, chỉ có nấm thôi, không có dọt gì bạn. Ở đây hết á. Đây. Thấy cưng không? Hai cái nấm thấy cưng không? Dính. Ôi, cưng chưa? Ôi, dính với nhau kìa. Nè. Dính lẹo. Dính lẹo luôn đó bà con, nằm gì luôn nè. Cưng không? Cỏ này thì mỗi thằng nằm cái để có ăn được không? Cái này thì nặng ngon nè. Hai cái này nhìn sạch. Ừ, cái đó ngon nè, hay nè. Còn anh này không biết sao, để coi coi. Nghiên cứu ảnh nè. Úi dồi ôi, hết rồi bà con, úi dồi ôi. Ừ. À, hình như dính lẹo nữa hả? Ủa, dính lẹo nữa hả? Đây. Dính lẹo nữa. Tình cờ. Đây. Ôi chàng ơi, được cái đâu. Cái này đẹp hơn cái của em luôn á. Tình cờ ta gặp nhỏ. Thôi tặng nàng luôn đi. Đấy, anh ấy tặng người ấy rồi. Ôi dồi ôi nè. Đẹp không này, anh đã đẹp chưa? Đây là đẹp chưa? Ừ. Ui, nó đẹp. Ôi, phải lại cắt thôi. Anh lại đây, lại đây. Em muốn bỏ cắt này. Nè, anh hai mới đụng được cặp cái chị nữa. Ôi, yêu thế. Thôi nha. Ủa, anh hai chụp được rồi hả? Tình cờ ta hồi nhỏ. Chị ơi, mấy cái này có cần cắt bên trong không? Không, cái đó nhỏ quá, không cần, nó cần nha. Ừ. Mình là chưa ăn phí của rồi đó. Đây đó. Ừ. Trời ơi, đẹp, em đẹp gì đẹp, thấy sợ luôn á. Ồ, cái này không phải loại khác. Không phải hả? Không. Chào bộ chị thôi. Nó trắng mút à. Ừ. Trời ơi, trắng như bông bưởi. Trắng rồi nè. Cầu trắng tinh ở trong rồi, khỏi trẻ. Đường sâu. Của em nhiều lắm mà nghe cho em quay nè. Cho mía hàng cho bà con coi nè. Bà con coi đi. Ừ. Thấy chưa? Ừ. Ghê chưa? Ghiền chưa? Hiền chết, chuột không biết được nhiêu rồi, anh đi lâu quá rồi đó. Ừ. Tí nhà em ơi, hại lắm ghê lắm á, sạch lắm lắm. Thì đó qua anh nghe nói đi hái như vậy. Ừ, anh nghe nói vậy đi hái đi. Dù làm gì thì không làm chứ mà dù đi hái lắm là. Thôi gì hàng cái chú tướng ghiền, tao nói đi qua đây đi, rồi tao chở vô đây đi hái. Cái rừng trong đây nó bự á, mình đi hái nó đã lắm, hái 2 tiếng hồ thôi là mày đi. Nè, nó xéo đằng kia. À. Đó. Ở đây là ngon luôn á, không có hư luôn, trắng thiếu từ trong luôn nè. Ừ. Khúc này bắt đầu có lợi rồi nè, nãy giờ đi không có luôn á. Thì đó. Đi mà không có luôn, khúc này bắt đầu có. Ôi, ở đây được thấy cái container nhỏ nè. Hả, à, có container nè. Container này là rất container hết. Ừ, nè, container nè.
Đâu? Đây. Đó. Được 4 cái khúc này rồi nè, giờ em kiếm tiếp đi. Đây. À, không thì nó bé hơn, nó tròn hơn. Đó. Ừ. Nè nè nè. Ủa tí nha, em đi đâu mất tiêu rồi. Mới tẹt tẹt đó, tiêu đó. Anh ơi. đi làm sao mà đi ngồi cạo cái đừng đè nó nha, thấy không? Cái đẹp luôn, quá đẹp luôn. Cái đó là đẹp nhất luôn đó, ăn cái này dễ thương hơn ủi chàng nó bé xíu chơi con dao này khó cạo không à. Chuột nãy giờ đi nhiều vậy đó. Hai anh em nè. Ha. Nè hai anh em nè. Đó. Nó chừng vô. Chừng ngoài, đã. Hai anh em luôn. Chừng vô. Ừ. Thôi nè khỏi, quay em để thôi. Cái này nè, nó cắt nè, nè. Ôi, trắng phiếu ở trong luôn nè. Đây nè ha. Ừ. Đi ngang qua kiếm khúc gỗ ngồi thôi mà được ba cái liên tục. Đó luôn. Đợi khúc gỗ ngay đó đi. Khúc gỗ đó ngon đó. Đâu chỗ nào được cái nào để. Có cái gì nữa không? Đó, cái của chị hai với cái chuột, hai anh em. Đấy chưa? Chuột làm ăn cũng dữ hả? Ok. Rồi, anh chỉ cạo khúc cây đó ra thôi. Quay một ok, cái thế đó. Mà rừng này đặc biệt nhiều núm, nhiều đủ loại núm luôn. Có cái núm màu đỏ đẹp ghê không đó, núm trong ha. Nó nghe cái rừng. Maru. Ôi chàng ơi, được một đám núm đỏ đỏ luôn trên đó, dễ thương không? Maru luôn. Cái chuyện đỏ ha, rồi anh quay. Đám luôn. Thành quả. Rồi cái anh này nữa. Anh này hơi ít một chút nhưng mà anh này đi quay phim. Đi quay phim mà anh cũng có luôn á, ghê. Bây giờ là đang phật. Đang nghe nghỉ mệt một chút ha. Đám công nhân không cho nghỉ mệt, đám công nhân biểu tình. Cái này ăn nhã hột đây nó có thể thằng năm mọc. Em trả ơi. Mấy đám công nhân mà không cho nghỉ mệt nó biểu tình. Tắc của Trung Quốc á. Nhưng mà nó ngọt ngọt, chua chua hay sao? À, nó gọi là chanh trà. Nhưng mùa này hay thích cái này biết là sao, ăn giải cảm. Nó thơm, cái vỏ tốt. Nhai luôn cái vỏ vậy. Thì ha, nãy giờ 4-5 cái rồi đó. Chân rụng luôn. Này nè, nó đó. Hai em nè. Có gai nè. Đẹp. Đẹp chưa? Anh này bự luôn nè. Ôi anh này bự luôn. Thấy chưa? Nó anh bự nè. Đấy.
Nó trong cái khúc này nó nhiều lắm đó. Nhiều loại. Nhiều loại. Nè cái này chắc kêu tùm nhung là đúng rồi nè, nó có nhung nè. Ừ. Rồi tiếp tục thôi. Cái nhà kéo qua làm chung hai cây nha. Ủa nè cái gốc này lạ lùng của bà con. À. Gốc cái gốc này ở đầu nó bé thế à, mà cái bé cái cho mình. Cái này khó chịu lắm. Cái này lòi lên vui vậy. Dị dạng. Cái này là khó chịu lắm rồi nha. Nha, không có ăn được đâu nha. Thấy mình một mà. Ê, bà đó, cái nó kẹp chuột. Ôi trời, hết hồn ha. Thì đó. Làm tưởng cái gì? Dạ, nói gì? Nè. Nghe đó cây đó. Cái chuột. Hai cái mà có cái nhỏ xíu đừng hái chừa lại cái nó mới lên kìa. Dạ, em hái đem hái cái này. À, thôi ghê vậy. Ghê vậy, có cái đó luôn kìa. Ừ, cái này nó có không. Tính ra cái khúc dưới với trong này nè là ngon. Được không đó? Ờ đi đường đó đó. Nó không đó đó. Không đường này thì đúng rồi, nhưng em nói. Ừ. Dạ. Chứ người ta đường cái rồi. Ừ. Nó đường đó đó là đúng rồi đó. Màu xanh đó. Ừ. Anh ra ngó thử xem nó là cái nào này. Thôi em, nhìn em hình sáng chứ nhìn ra đường không á. Này không phải, cái này là đường luôn rồi. Cái đấy nhìn nó đường luôn rồi nhà thật. Ai nhắc mình chờ. Nó vô cái đường cũ rồi đó. Phải không? Ừ. Ừ, nó. Nó parking nữa. Đây một cục ha. Này nó giết cái nó bỏ ở đây. Ừ. Cái vậy đồ độc cái vậy đừng có để qua. Nè, đổ nè. Đó đồ độc, em để luôn đi, đó để nó vậy đó. Hái xong ra bây giờ cãi lộn giành nhau nè, giành giật nhau ghê lắm. Nè mọi người ơi, không ai qua được. Trời. Cái củ gì vậy? Cái khúc này của em. Khoai. Mọi người ơi, nè tùm nhung nè mọi người ơi. Tùm nhung tím nè, có gai rõ ràng ha. Rồi tùm nhung trắng nè. Trời ơi nè, tùm nhung trắng nè, vàng nè. Nè, rồi. Có phải đúng đùi gà không? Ờ, cái này đúng đùi gà, hôm nay đùi rồi, cái này rừng này nó núm cũng có đó. Cái này là đùi chuột. Anh đưa cái đùi kia của em nè. Này lấy búa. Cái ghê rồi chứ cái củ à. Cái củ. Ấn ăn được chứ. Bằng tay luôn. Trời ơi, ghê không? Mới đầu vô rừng là em được cái cục này rồi. Em nói vậy, cái đó bự hơn cầm tay chị hai. Đây. Bự hơn, cầm nè, bắp tay em nè. Bắp tay hai các em á. Yeah. Rồi anh ơi, chụp vô đây của em, ít nhưng mà chất lượng. Sạch sẽ nè. Ừ, sạch sẽ nữa, trời ơi, chị ấy chơi chị chất lượng mà sạch sẽ lắm. Sạch sẽ lắm. Tí chuột hơi ghê chúng ta à. Đó, của em nó sạch sẽ chưa? Tí chuột lại cho số lượng hoàn chất lượng đó. Mọi người ơi, thấy ghê chưa? Thành quả này thấy ghê chưa? Thấy của em chưa? Đi mà không muốn ra luôn. Má em lạc. Đây đây, anh phải quay đây, em bảo là của Thảo nhỏ này đó. Sạch sẽ chất lượng. À, cái này là Thảo trắng, nhỏ. Trắng mướt như bông bưởi. trắng mướt như bông bưởi. À, cái này là dư dây dây giống tí chuột. Còn này to bự bự giống chị hai. Cái này là ma mút tí chuột nè. Mà của mình được cái là rất nhiều loại núm nha. Hàng gì cũng có nha. Dạ, em cũng có nha. Quá chào đất nha. Gì cũng có đó. Cái tiếng ba lô này là bếp chút chui. Ghê chưa? Yeah. Mọi người thấy ghê chưa? Trời, nhìn cái củ, mấy củ này của em thôi là đủ rồi đó. Ờ, mà sao cái củ ở đâu mà nó thấy ghê vậy Thảo? Ê, mà thật sự nghe nếu mà... Đấy, cầm một cái ấm ở bên cạnh nữa cho xem nó to như thế nào. Đấy. Thấy chưa? Rất là đẹp luôn, nhưng mà quan trọng nhất là cái đùi này.
nó mất rồi, nó mất khúc trên rồi, nó còn khúc dưới gì đó đó vậy. Chứ vậy đó làm sao đó. Ta đó cái khúc này nè. À quên. Thôi sao mà mình dở vậy ta. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng hư nó mê quá chứ. Rồi nó càng ngày nó càng đen rồi này, nó không rồi nè, hiểu không? Rồi, nó đang trắng mút như bông hàng hồi xưa anh trắng bưởi trong bưởi em làm rất đẹp lùi. Anh có cái đùi gà ấy bộ dở ngoài. Xài mà cứ xài nhiều là nó sẽ đen. Đây mọi người ơi, cho nè. Hả? Đâu, so nè, thấy ghê chưa? Ghê quá. Ngon, trời cái này trên đó, đây chưa thấy nha, như này nè, như thấy nha. Vậy hả? Ờ đây để như này, đây như này xong đó. Đấy. Cầm lên cao tí. Đấy, xoay chưa? Xoay cái mặt to này ra. Ok. Ghê chưa? Trời ơi cái đùi nè. Anh ơi, chụp cái tôi ngửi đánh đó. Đâu, sao cái anh để hút xuống dưới. Nhỏ quá mọi người ơi.